Chào bạn Vũ Đặng Nhật Linh, chào bạn của mình. Find somewhere to eat fast with the Google widget. Just one tap on your home screen and you start searching for midnight snacks. Find your favorite faster. Install the widget with the Google app today. Thì sẽ cho ra những kiểu xíu mại khác nhau. Xíu mại mình ăn bánh mì hay là cơm tấm khác với lại xíu mại ăn với bánh tầm bì. Và nó cũng khác với lại xíu mại ăn với xôi hay là khác với lại xíu mại ăn với nui, ăn với mì. Có loại sốt, có cà chua, còn có loại không có sốt cà. Nếu như xíu mại mình ăn với bánh mì thì phải có cái thịt nó mềm, tơi ra. Thì xíu mại ăn với cơm tấm thì có độ dai, dừa một chút xíu, là mềm. Nó không có bị sát, không có bị lạm sạm. Nước sốt xíu mại chan bánh mì nó cũng khác với lại sốt xíu mại mình ăn cơm nè. Hôm nay mình Khuyên sẽ chia sẻ công thức và cách làm xíu mại cơm tấm. Xíu mại cơm tấm này không có cà chua. Mình cũng có thể ăn với lại bánh mì, nhưng mà để đúng vị hơn thì mình Khuyên sẽ chia sẻ thêm một công thức khác trong một video khác. Cô bác anh chị em mình nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình Khuyên chia sẻ. Chọn thịt nạc dăm hay là thịt nạc vai để mình làm món này là ngon nhất, bởi vì nó có mỡ, có nạc. Khi mà nó có mỡ thì tiên xíu mại của mình nó không có bị khô, và để thịt có độ dai giòn và không bị lạm đó thì mình cần mua thịt mới, tức là thịt có đát xa ngày. Thịt có đát càng xa ngày thì mình làm càng ngon. Hôm nay mình Khuyên mua vừa có heo vừa có bò. Mình sẽ làm thịt heo luôn thì nó sẽ ngon hơn và nó đúng vị hơn. Thịt sau khi mua về mình Khuyên để trong đông đá, nãy giờ mình để cũng một tiếng hơn á, cho nó lạnh và nó đông sức kem, để mình làm một lần là xong luôn, khỏi có phải đông đi đông lại đó. Nếu mà mua thịt chưa xay đó thì mình có thể rửa thật nhanh qua nước lạnh, sau đó cái mình lấy khăn. Các bạn có hỏi mình Khuyên thì nên mua máy nào á, thì thường Khuyên vẫn xay bằng cái máy này, nó rất dễ và tiện lắm. Món này là nào? À, có công thức rất là đây. Đây là khoảng 2 muỗng canh, 20 gram tỏi với 3 gram gừng mình cũng xay luôn. Gừng tỏi. Và mình để riêng ra. Hành tây mình có thể băm hoặc là xay. Và mình đừng có xay nát quá, đừng có xay ra nước. Mình chỉ xay cho nó giống như là băm vậy đó. Mình nhấp thả vài cái thì nó được ngoài nè, giống như là chậm vãi tai cái bà Bành Khuyên này nữa. Mà nhanh nhanh lên được không? Xay xu hào luôn, nói chung mình Khuyên xay hết cho nó nhanh đó. Mẹ có làm một xu hào cơ hả? Nhà có súp lơ có xu hào. Mình xay nhấp thả, đừng có xay bấm liên tục, có là nó thành ra nước. Còn mình xay nhấp thả thì nó giống như là bằm. Cái thịt lúc này mình thấy nó đông sốt kem đó. Mình nghe nó lạo xạo gì đó. 500 gram thịt. Mình sẽ nêm vô đây là 1 phần 2 muỗng cà phê muối. 2 muỗng cà phê đường. Mỗi muỗng là khoảng 5 gram. 2 muỗng là 10 gram. Con ơi uống tạm siêu vì sữa đi con. Muỗng này 5ml. Một muỗng cà phê bột nêm. Với 2 muỗng cà phê dầu hào. Mình sẽ chừa qua đây là 1 muỗng cà phê tỏi.
dầu cà phê hồng tím bằng. Có, có. Cái phần này mình sẽ chế thôi 15ml nước hoặc là 20ml nước. Uống sữa lấy, tỉnh táo. Mình lấy cái nước này để mình cho vô trong thịt ướp cho nó thơm. Ngon quá. Đúng rồi. Như là mình giúp cho cái thịt nó có bị khô. Yeah. Và mình chừa cái xác này chút xíu mình phi. Sau đó mình trộn đều lại rồi cho ra cối xay. Do cái cối của mình nó nhỏ nên thử ra mỗi lần mình xay 250. Mình sẽ uống xíu rồi. Chỉ cần mình xay khoảng 1 phút. Bác à, MasterChef TV của Mai Trang. Uống xíu rồi. Đừng có mũi đi bác. Uống xíu rồi đi. MasterChef TV Ngô Mai Trang. Xíu ngoại làm sao? À, gừng đây. Kiwi Ngô Mai Trang, bà xem tôi thấy bà hiển thị nick rồi đấy. Bà vào cho tôi công thức cơ này. MasterChef này. Gừng bây giờ. Chắc cả này đấy. Đúng má nhà lại có chút thôi. 200g giò sống nữa về mình trộn chung. Bà nêm cái giò hơi khác một xíu bởi vì giò sống người ta có nêm sẵn trong đó đó. Tiếp theo mình cho 3 muỗng canh dầu ăn trong chảo. Ta cho hết cái xác hành tỏi lúc nãy vô. Mình sẽ cho qua cái rây. Và cái xác hành mình nhớ là phải để cho thiệt nguội. Sau khi mình xay xong. Đây là cái thói mình quay mình ăn ngoài quán rồi đó. Mình cho hết hành tây. Cho hết hành tây. Cho luôn su hào. Su hào kỳ đấy. Tiêu xay. Tiêu xay rồi. Hành phi. Hành phi. 20g cái bột chiên xù. Tức là vụn bánh mì. Bánh mì sandwich là bánh mì mình ăn thường cũng được. Giống như đợt trước mình Kim cũng có chia sẻ rồi. Cái bột chiên xù là cái bột mình Kim hay sử dụng là cái này. Đem thêm một muỗng cà phê bột lên. Rồi mình sẽ lấy tay mình nhồi hoặc là có máy trộn luôn cũng được. Bớt cho nó kết dính lại với nhau. Khi mình bớt mình thấy nó có cái độ dẻo, dính. Như vậy thì nó sẽ có cái độ dai dai. Nước xíu mại của mình sẽ ngon. Khoai hết. Trước khi mình đi qua viên thì mình phải nấu một nồi nước chờ cho sôi để mình hấp. Chú ý là nhớ làm chỉ nóng lên để cho thịt nó mặn đó. Còn quảng cáo tùy theo cô bác anh chị em mình thích chia cái viên lớn viên nhỏ. Tay mình khuyên bôi một chút xíu dầu cho nó không có dính. Sau đó mình làm giống cái chen như bò viên hay là heo viên hôm trước thì đó. Mình lấy cái muỗng như nè, làm cho nó phẳng cái mặt. Mình bóp ra bằng cỡ trái chanh. Như nè. Rồi mình cho vào trong cái dĩa, cho vô cái khay để mình hấp. Người nước ngoài cũng làm cái món giống như là xíu mại, nhưng mà cục viên người ta là đem chiên luôn. Như cái video mà mình Kiên có chia sẻ hôm trước á. Bà nói chậm quá, cái bà Hoành Khuyên bà nói chậm quá, mấy bà điệu. Nói nhanh nhanh được không? Xong rồi mình được 18 viên. Mỗi viên là khoảng từ 40 cho đến 50 gram. Cảm ơn bà cho cái clip nhưng mà bà làm chậm quá. Nước sôi rồi mình sẽ cho vô hấp luôn. Với cái viên này thì mình hấp khoảng 25 phút. Món này có thể ăn thêm với lại dưa leo hay là cà chua. Mình cắt lát ra. Nếu mà có thêm chả trứng à, bì đó thì lại càng ngon. Tiếp theo mình sẽ làm mỡ hành. Dầu hành phi lúc nãy mình cho vào đây 2 muỗng canh. Khi dầu nóng thì mình cho vào một chút xíu muối. Sau đó mình cho vào nửa chén hành lá đã cắt nhỏ. Rồi đảo lên và tắt lửa luôn để cho hành nó giữ được cái màu xanh và xanh lâu. Sau đó mình sẽ cho ra chén để chút nữa mình cho lên trên.
Xíu mại sau khi chín mình cho tạm ra đây. Cái này là thịt người ta có trộn thịt bò. Cô đồ dễ thương mà nó chấp quá. Canh dầu hành tỏi phi mình cho hết vô luôn. Nó nhanh nhanh được không? Cho hết thịt vô. Nó ăn một tốc độ lên. Tốc độ lên chị ơi. Em góp ý chị đấy, giọng chị dễ thương. Nhìn làm hấp dẫn nên chị sẽ tốc độ lên. Nãy còn là tiếp tục mình đảo lên cho thơm. Rồi. Cho gì vào nữa? Nhìn thấy các cái viên nó màu vàng rồi đó. Lúc này mình nhớ là hạ lửa nhỏ xuống. Rồi vớt ra. Không biết chỉnh tốc độ Minh Châu ơi. Chỉnh cái viên này ra thẳng hết clip luôn. Cái nước hấp chảy ra này mình sẽ làm sốt. À, nước hấp chảy ra đủ rồi. Để mình sệt cái sốt đó, thì mình sẽ lấy một muỗng cà phê bột bắp hoặc là bột năng hoặc là tinh bột khoai tây đều được. Rồi mình pha với một muỗng canh nước, sau đó quậy tan. Sau đó cho hết cái chén nước lúc nãy vừa hấp vào đây. Mình khuyên đông khoảng được 200ml luôn. Nếu mình có màu gạch tôm thì cho vô. Sau đó cái chén bột mình quậy lên. Để mình xong nhiều thứ thế. Quấy vừa cho vô. Mẹ bình thường chỉ luộc thịt lên chấm luôn gia vị cho nha. Mình khuyên cho hết luôn đó. Nó đập cũng vừa phải luôn. Sau đó mình cho hết các cái viên xíu mại vô trở lại. Do này có một bịch tôm, do đó mình có thể cho vô đây dùng thì nó đẹp. Một hoặc là hai muỗng cà phê. Có một bịch tôm là nó sẽ lên cái màu đẹp hơn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Không biết dùng. Có máy xay mà không biết dùng. Như lã này. Cái loại này gọi cần cù mù thông minh. Cái tội ngu đấy. Dương Chí Toàn là cái tội ngu đấy. Cái tội hôm qua đi siêu thị đấy. Thấy thịt nó sạch này. Cái tội ngu đấy. Mấy con mẹ cũng ác ôn lắm. Có công thức điều trị.
mụn miếng muối. Bún đậu bên chị về ăn ngon thật kêu em. Cho muối vào dã nó sẽ không bị bắn ra em. Đằng nào thì cũng ướp muối. Các bạn ơi, ăn món xíu ngoại trang USA xem nó có mùi Mỹ không à. Anh khuyên nói xong rồi, nhìn thấy rồi. Yên tâm. Khoảng gần trước nhá có sự hào. Hãy tin chị, tỏi phi. Hạt tiêu. Hành phi. Đây gọi là đây tỏi phi. Hạt nêm.
Các bà bảo tôi có thành công không? Bây giờ hấp lên mà xào là không? Động viên coi. Động viên coi. Thịt xay trộn hành tây hái bột năng gia vị thêm bỏ thêm mắt bà rồi vi cho mọc bọc rồi biết rồi. Cho vào lò vi sóng ạ. À không phải sữa hấp đúng không chị? Ồ cho vào lò vi sóng. Bọc bằng bọc sơ lò vi sóng hấp cho chín cà chua khi lên rồi cho chút xí mại và hấp chín vào vin. Có cà chua hộp hay tương cà cho vào màu đẹp. Ok. À làm theo vành khuyên lâu được ăn lắm à. Mẹ ơi mẹ có bột năng không mẹ? Đâu con cũng không biết bột năng là gì. Con thấy người ta chỉ là có bột năng thôi. Đúng mạnh người ta phải cho bột năng vào đúng không? Ok. Mẹ chồng hỗ trợ chỉ có năng thôi. Món này của người Nam, chứ người Bắc là tôi sẽ ăn một cái món rất đơn giản đó là món thịt viên sốt cà chua. Đúng không mọi người? Miền Bắc là mình thịt viên sốt cà chua, xong rồi đây. Ồ, rất dẻo như là, rồi xong. Có vẻ giống với nhau chưa? À càng dẻo càng ngon đúng chị? Vâng, cảm ơn chị Nguyên An. Đang dẻo lắm rồi. Này, đang dẻo lắm. Úi dẻo, đang dẻo lắm rồi. Em sẽ nêm đến theo kiểu gia vị. Tổ tiên em mới bảo với các chị. Tổ tiên em bảo là ít hạt đưa thôi, con chứa không ăn được. Rồi. Cái gì mà cái tay con khó làm phải không? Không tôi thì hướng dẫn lên đây là một cái một đó là con khỏi chế đó cái thế thật ra lại à thì cái đó à trời ơi u là trời đúng là trời đỉnh cao hoài nhất bạn này nhá. Đỉnh cao của chóc mẹ. À mẹ cho con miếng cái dầu hào con. Dầu hào đó. Cho nó có mùi đó. Ừ. Đúng không mẹ? Ừ. Nhưng mà hồi nãy con đẩy muối nhiều không? Có đẩy muối không? Có được một ít muối thôi. Muối thì bây giờ để sao cho nó dục. Đúng chưa? Có nhiều quá nó mặn. Được rồi. Đỉnh cao của chóc. Cho dầu hào vào. Rồi xong rồi viên thôi rồi viên. Cho vào cái đĩa. Cho vào nồi lò cách thủy hấp. Hấp xong rồi làm cà chua sốt cho vào là đẹp rồi. À chim chim làm tròn thì đơn giản lắm chị. Đấy có để đây chưa? Có rồi này. Có rồi.
Nhà mình không có củ su hào như người ta chỉ dẫn. Nhà mình là những củ sắn. Không có. Đấy, thôi nhà cô Hên. Không phải, ngày xưa người ta hát bằng cái này. Đúng rồi. Nhưng mà sau này có nồi đi sẵn. Còn nếu mà con làm nhiều á, con để vô cái sẵn. Cũng được. Đúng rồi, người ta kêu con là hai đẹp nhất là phải có cái gì đó, viên tròn tròn, con thấy ở trong mấy cái tiệm bán bánh ấy, tiệm bán bánh nó hay làm này này. Cắt bự ra chứ chưa cái lỗ. Đúng không mẹ, bự ra luôn. Dạ chưa, nó sẽ cày dạ chưa. Đúng rồi, bự ra mới vào. Không, lật cái này. Cái đĩa cũng như hơi nhỏ nhỉ, cái đĩa to hơn. Mình hấp đầy một dĩa xong à. Mình đi hấp một dĩa mới nữa. Đó, cái hấp xong rồi cái dĩa đó. Làm từ dĩa thì dĩa đi. Mình đâu có thể nào mình hấp chậm đầy hết à. Cái mình hấp xong lại hấp xong rồi bắt đầu mình làm dĩa mới rồi. Để thấy cái gì mà cháu nhỏ nhỏ hay to đấy, cái nhỏ không có điều thì bây giờ theo mày là cục to hay cục nhỏ? Cục to hả? Đó vậy thôi. Ừ, kinh nghiệm xương máu. Với người miền Nam ấy thì cái món này nó dễ lắm, bạn người miền Bắc nhà em ấy là nó chỉ đơn thuần như kiểu gọi gì ta, thực khá đâu có cực đâu nhé. Không, mình uống sức mạnh đi, mình đi. Đã cho dầu ăn vào trong thịt rồi, lấy cho dầu ăn với tỏ vào thịt rồi các bạn ạ. Kiến này, dạ. Con mẹ bảo lấy cái điện thoại chụp chụp bức hình gái làm của con này. Kinh thật lần này là món này. Điện thoại mẹ này. Ghê à, nhìn thấy mẹ giỏi không? Thì điện thoại mẹ này này. Nhìn thấy mẹ giỏi không? Dạ có. Chứ mẹ có biết làm món này đâu hả? Đi xa xa này. Từ từ nha. Ăn chưa? Rồi. Con chờ dây. Không cần dây. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chụp cơ ngang ngang nào. Chụp ngang người đây này. Ngón tay xe rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
giống như ngày xưa em á. Ngày xưa lần đầu làm bún đậu cũng vậy. Dùng quá bà ơi, bà chụp lại bà. Ta tệ, lấy ra được rồi. Một, hai, ba. Bà ơi. Mẹ không biết mẹ cậu chưa. Vâng, có phải mang mọc không mẹ? Mọc lại chứ nó chín. Mày bọc con cái tay mẹ đừng. Okay. Tay mẹ đừng dính mỡ. Bọc mà bọc thực phẩm. Mẹ ơi, tôi nhà quê tôi vừa mang đi tìm cái gì đấy. Cái sản phẩm. Không, nếu mà nhiều quá thì mình lấy cái mẹ thôi, mà thực phẩm thì mẹ. Nếu mà nhiều quá mình làm hơn, mình hấp đó, thì mình lấy cái sữa hấp. Hấp xong rồi thì lấy thôi. Mình làm mấy viên nhỏ nhỏ cho kiếm. À, Kiệt ơi, chị làm món này lần đầu tiên, đời chị có biết làm xí mại là gì đâu. Người Bắc người ta xào thịt cà chua là xong à. Trời ơi, bà Quyên dễ thương ở trên mạng, bà cho chị tôi đi hấp sửng má ơi. Đâu, bà làm một đĩa à. Dạ, bây giờ Việt Nam cũng có lò mấy cú quay ấy mà. Chắc là bà ấy cũng giống con, không biết dùng. Có khi người ta cũng giống con, không biết là mấy cú quay bọc mà mọc thực phẩm vào là miếng thịt chín. Không phải, chị nghĩ là cái cục này mà được xíu mại này thì cái thịt nó sẽ ngọt hơn. Thịt nó sẽ ngọt hơn là cái người Bắc của nhà chị là chỉ xào lên thôi. Đúng rồi, Tuyệt Nguyễn, may mà sang đây có mẹ chồng chứ không chắc ta tự tìm tao chết. Chứ tao chờ nhiều chứ mày tao chết. Kiệt ạ. Thấy em, các chị thấy người ta bày vẽ vào cái ni lông này em cũng thấy hơi kỳ. Chứ thực tế là em việc gì phải cái bi lông, đúng không mày? Trời ơi, việc gì cái bi lông mày gãy buộc như cái bọn nó làm à, cái kem đấy. Cục nhỏ cho kiến này. Bọc cái cục này.
Đó. Không, con nghĩ là nó ra rồi mẹ. Được rồi mấy bà. Không, tí nữa mình còn sốt cà chua. Cà chua xào xong cái đẻ nó vô không? Đó, đúng rồi. Nấu lại không? Đó, mấy bà. Thấy chưa, cái mai cu quay này, cái mai cu quay rất là hiệu nghiệm luôn mấy bà. Đó, các bà ơi, tôi chuẩn bị làm được món này rồi. Nhưng mà không biết cái vị nó sao thôi. Không biết cái vị nó sao thôi, các bác ơi. Đúng rồi. Đã mình mới làm. Mình hấp chín nữa đó, mình thử rồi. Hai quả cà chua bên này ngon lắm, nó không bị cứng cứng, nó như kiểu là nó là cà chua bột ấy. Ở Việt Nam mình nhá, cà chua bột này mua mắc hơn cà chua thịt. Tôi vâng chị Ngô Tuyết, cái này hôm qua đi chợ. Ông nội ông ngoại nhà em hai bên đều mất từ rất trẻ. Bố em cũng mất trẻ, bố chồng em cũng mất trẻ. Sắp xong rồi Quyên đi tôm. Ố, máy này chưa bật cái nút đúng không? Ờ, cái bánh của bà rồi. Thank you.
trong đó luôn nhé. Cái đó là Phúc á. Vâng. Con đi làm. Con lấy cái hũ hộ của con để như cái này đó. Có thể được rồi con. Có thể được rồi, để như đây rồi. Chiếc chân giữa linh sao cà chua có thể có nhiều người giống em chứ quá là không biết cái vụ này. Có thể có nhiều người giống em không biết cái vụ mà cho vào lò mê cu quay xong ụp cái màng bọc thực phẩm vào nó sẽ chín. Nhưng với chị là nhanh hơn là mình nấu bằng nồi. Các bác thấy không? Nhanh hơn nấu bằng nồi, thấy không? Cái này là mới sang đây mới biết nha. Chứ còn cái thể loại mà ăn ngoài quán như em là không biết luôn nha. Thảo nào ông Louis về ông bảo tôi rằng là đồ tiết kiệm. Chồng em bảo em là đúng cái đồ tiết kiệm, không biết gì về văn minh loài người. Tầm này rồi mà mấy giờ rồi còn đi nấu cọc 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 cọc. Người ta có cái lò gì, cái lò vi sóng, người ta bắn cái một. Và đây là thành quả. Các bác thấy chưa? Đây.
mà cái bột năng nó sẽ làm cho cái miếng bò viên nó dính vào nhau. Má ơi, mới biết má ơi. Ta bảo cho bột ngô biết vào một chí. Nước đun sôi rồi. Đúng không ạ? Tí thì lên cái tấm gột. Chút gia vị hoặc mắm cà chua. Cà chua bột chị, nó nhanh mềm lắm đây nè. Cà chua bột nó nhanh mềm lắm các chị. Cà chua bột rất nhanh mềm luôn. Các chị ạ. Úi giời. Các bác chỉ dẫn em coi xem là còn cái gì, cái món này em không biết làm thật nha. Đó. Nguyên An mà không nhìn người ta đang dằm nát ra mà còn phải dậy. Đúng rồi, bò viên sốt cà em. Hôm chiều nay sẽ nấu món miến măng nha. Chiều nay 4 giờ chiều mẹ con tôi đang chờ đợi món đi chợ mua con gà ta về để nấu món miến măng gà. Các bà ơi, các bà chờ tôi. Không phải băm băm diễn cà chua đâu chị. Cà chua này nó là cà chua ấy. Cà chua này nó là cà chua ấy rồi chị. Cà chua bột rồi, không phải băm diễn đâu chị. Nhà em có bó rau sống nhá. Rau sống mới mua nhá. Em đổ nhiều nước hoặc cho sang nồi nhỏ để cà chua ngập thịt. Được với bà. Tôi cũng được biết làm với bà. Nhỏ lửa. Này, nói chung là tôi vẫn thích cái món ba dọi Bắc Kỳ nhà tôi. Ba dọi đó. Và ngò rí nhau ngò gai mình nhiều. Hành nữa. Cục to là để tôi ăn, cục nhỏ để Kiến ăn. Các bác thấy ok không? Chưa làm món này bao giờ nhưng với mẹ lần đầu. Bánh mì à, vì cái ông Tây kia ông gửi bánh mì sang mà phải làm cái khiếu mại đấy. Chụp cái này gửi cho anh Hoàng và ông Tây. Ok mấy bà, các bà thấy hai điểm không? À,
Việt Nam mình phải luôn đun na, có cái màu mẹ cu quay có nhiều người. Sao chị không chiên qua, quên nhỉ? Mẹ ơi không, sao không chiên qua? Chiên xíu mại qua. Thì xíu mại qua to đó, giờ xong đổ nước qua cái to luôn. Ờ, mẹ chồng chị bảo không cần chiên qua cũng được. Ờ, để lần sau làm chiên qua. Ờ, hấp xong chiên. Con thấy có sợ nó bị khô nhỉ mẹ nhỉ? Ở ngoài Bắc sán vàng muối sốt. Chắc là do em quên đấy chị, lần sau làm lại. Lần sau em sẽ làm lại để xem nó có khác nhau không nữa chị. Em thấy không chiên ngon hơn đờ ru Nguyễn. Ừ chị thấy không chiên nó sẽ đỡ khô, tại vì mình hấp rồi. Chị có tương cà không? Thơm lắm. Đây đây. Tương cà đây. Gì mà không có đây. Thế à? Ok mấy bà. Tương cà nó khác gì cà chua của mình không mẹ? Thì đó, thì tương cà với cà chua mấy thứ à. Được rồi. Tôi cũng không biết tương cà luôn, đời tôi nhận tương cà gì mấy mẹ. Vừa nãy con ướp thịt bò ấy. Con không cho mình con cho mình muối mấy hạt nêm, nhưng mà con có cho một muỗng đường nhỏ xíu được không? Được, đúng không? Tí nữa mẹ đừng bảo là con nấu nhé, cho lão kia xem ăn, lão có chê không? Không biết làm cái món này má ơi. Ướp lạc là, ướp mà mặn ấy thì là không kín nổi. Nhưng mà ướp lạc lạc thì mình còn có thể.
Miễn rồi, ok ok, đẹp rồi, ngon rồi các bạn. Thịt gà thì thịt nhanh lắm. Tắt bếp rồi ngồi chờ. Các bạn thấy chưa? Cái này mùa miền Bắc mùa đông nhà mình là hết sảy cơ mà bảy. Các chị ha. Mùa đông miền Bắc là hết sảy cơ mà bảy. Ít hành tây, ít lá hành ngò, tí nữa ấp, tí nữa ăn thì mới cho vô em ạ. Thôi em đi, em lên tắm gội đầu. Tắm gội đầu 10 phút. Đi lên tắm gội đầu 10 phút đầu hơi dầu như bà. Các bà đợi tôi lên tắm gội đầu ha. Chị thịt bò, chị trộn thêm ít thịt heo có mỡ làm xíu mại là thịt bò mình mọng trong nước, trong không bị khô. Ồ, thế là lần sau còn biết. Tại vì hôm qua chỉ mua có thịt bò à. Hôm qua không có mua thịt, đấy. Hôm qua không có mua thịt lợn. Cảm ơn Suri Ngọc. Rồi các bà mẹ bỉm sữa vào chỉ tôi coi. Chứ tôi hơi kém tắm mấy cái vụ này. Nhưng tôi nghĩ chắc cũng được 5 điểm. Đúng các bà. Cắt hành tây hả? Liệu hành tây là cái này hả? Bên này củ hành tây nó không màu trắng như của mình đâu em ạ. Hành tây bên này củ hành tí nó có màu trắng. Đúng củ hành tây không? Mọi người đúng củ hành tây không? Mấy cái này có phải củ hành tây không? Đúng rồi. Mọi người kêu là cắt củ hành tây. Cho vào tí cho nó ngọt. Có đúng không? Các bạn thấy đúng không? Ừ. Đúng không? Ừ. Nhưng mà lúc xào thì bây giờ nó chín mỏng rồi. À không, mình đặt lên đúng không? Đúng, bây giờ đúng không bà? Chắc mẫu mỏng là bà mẫu mỏng thôi. Tại vì tôi làm theo các bà nha mấy bà. Rồi các bà chỉ tôi đi. Rồi là ra cái hổ lớn như các bà trước với tôi. Cái độ ngu của tôi. Đấy.
Các bà thấy không, mẹ chồng tôi đi chợ về này, mấy cái đi ra ngoài mẹ chồng tôi buộc lại này, cho gọn này, nhấc cái nào lên. Ở nhà tôi không biết, tôi toàn tóc gấp này má ơi. Đấy. Còn bây giờ ở nhà tôi toàn tóc này má. Sang bên mẹ chồng tôi mỗi thứ một cái, đấy người ta gọi là gì? Đi một ngày đàn học một sàng khôn đi má ơi. Cái loại trên bàn nhậu dưới bàn mưu đó, ta không biết cái gì cho đời. Ra dạp xem phim nó chưa, trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Nói chuyện bạn. Nhà chị có trộn ruột bánh mì vô không? Không. Không biết trộn. Dao con nước cho mắt nó bị cay. À mà không quay được đâu vì chị đeo kính cận mà. Bào mỏng muốn không ăn đừng ngâm vào nước lạnh. Không sao đâu. Tí nữa tôi chụp món này vào nhóm phụ huynh cho các bạn phụ huynh của lớp con tôi chấm điểm. Thì cầm gội nha. Hôi hôi như mấy bà.
ok chưa có Thành ơi? Vâng, rửa lọ lượng. Thôi em đi tắm gội nhá. Tắm gội. Mùi hành quá. Tắm gội cái. 30 phút nữa ông ấy xuống. 30 phút nữa ông ấy xuống các bà. Tắm gội cái nhá. Cũng làm được cái món đấy. Tăng nói chung vượt qua được mấy cái kỳ khó khăn. Cái gì bà Kiến? Bà đang buôn gì bà Kiến mấy giờ rồi? Hả? Hôm nay thứ mấy? Thứ sáu. Là mấy giờ tối nhỉ? Dạ, đang đi bên mình ạ. Ok, nói chuyện bạn đi. Hả? Cô chào Mai Khanh. Mai Khanh nữa, Lan nhỉ? À, mẹ chào Ngọc Lan. Nữa mà. Cô chào Ngọc Lan. Không. À, thì tâm lại bây giờ Ngọc Lan hay Lê Khanh? Cô chào Lê Khanh, ban đầu cô chào Lê Khanh rồi xong là Tiến bảo Mai Khanh. À, một thì mình nhầm. Cô chào con. Có một cái tên thi học kỳ ok không con? Mình nhầm á. Thi học kỳ ok không mày nhỉ? Thôi đi gội đầu. 3 ngày chưa gội đầu rồi. Khóa đi.